Cho nước lèo vô nè. Mỗi tô là có 30 viên này nữa. Wow. Cá viên đúng không chị? Cá cái này viên. Là cá viên. Cá viên. Wow. Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Tối hôm nay bây giờ là 6:30. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường cách mạng tháng 8. Bên này là quận Tân Bình. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ với lại tất cả quý vị và các bạn một cái quán bún Thái, bún mắm, bún bò, bún riêu. Một cái quán mà bán bốn món luôn nha quý vị. Đó là bún Thái, bún mắm, bún bò, bún riêu luôn nhá. Đây, mình quay cho quý vị xem. Đây, quán mà bán bốn món luôn. Mình không biết là mình bữa trước giờ toàn ăn là quán người ta bán có một món thôi, nhiều lắm là khoảng hai món, nhưng mà ở đây là bán bốn món luôn nha quý vị. Nên là cái địa điểm ở đây thì nó cũng khá là đặc biệt. Không biết là bán bốn món thì những cái món ăn ở đây chế biến như nào, và những cái món ăn ở đây có gì đặc biệt, thì Kiên sẽ mời tất cả quý vị anh chị các bạn hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta sẽ cùng khám phá cái quán này nhá. Đây, quán này có tên là quán bún O Thắm. Đấy. Ở đây thì có bún Thái, bún mắm, bún bò, bún riêu. Ở đây có thể là mình có thể là trên cái bảng thì Kiên thấy là mọi người có thể đặt món trực tuyến trên Now, Grab, Loship, GoCheck. Đấy. Bây giờ hôm nay thì trời cũng hơi mưa luôn, phun nha quý vị, nên là khách cũng hơi vắng nhá. Chứ bình thường mà Kiên đi qua cái con đường cách mạng tháng 8 này này thì ở đây là Kiên thấy là rất là đông luôn. Đặc biệt là kế bên cái quán này thì ở đây cũng có bán những cái đồ ăn vặt này, nên là cứ vào khoảng 6 giờ chiều á, 6 đến khoảng 6 đến 8 giờ thì Kiên đi qua đây thì nguyên cái khu này là rất là đông. Và hôm nay thì trời mưa nên là cũng hơi vắng một chút. Nhưng mà hôm sau thì Kiên sẽ quay review cho quý vị xem. Đây là cái bảng nha. Ở đây còn có cho thuê phòng trọ gì đây này, đúng không? Bán bún Thái mà bún mắm mà còn có cho thuê phòng trọ giờ rất tự do nữa này. Rất là vui luôn. Bây giờ Kiên sẽ vào bên trong nhé. Giờ mình cũng rất là đói bụng rồi quý vị ơi. Hôm nay Kiên mới vừa đi làm về á, nên là cũng hơi đói bụng rồi. Nên là mình sẽ vào đây mình thưởng thức một cái tô bún Thái ở đây này. Đây là cả ngoài này thì có cái xe. Quán này đặc biệt là có hai xe nhé. Một xe ở bên phía bên ngoài là để phía bên ngoài này. Còn một xe là nằm ở phía bên trong, mặt tiền bên trong kìa. Thì lúc nãy Kiên mới vừa vào xin chị chủ quay á, thì chị chủ có nói là ngày xưa á, là chị bán ở phía ngoài vỉa hè này này. Nên là tại vì vỉa hè này chị bán cũng khá là lâu rồi. Và từ từ có vốn rồi thì mới bắt đầu chị thuê ở trong trong nhà. Thì mới bắt đầu thuê mặt bằng ở đây. Và vừa mới thuê mặt bằng ở đây thì chắc cũng mới được một vài tháng rồi đấy. Đấy. Rồi, giờ Kiên sẽ mời quý vị cùng vào bên trong nhá. Ở đây đây địa chỉ là số 705 đường cách mạng tháng 6, tháng 8, phường 6 quận Tân Bình nhá. Đấy. Đây là địa chỉ này. Thôi có chị đang trong đây là mình vào mình trò chuyện với chị một chút xíu này. Em chào chị. Hôm nay đi ăn mà hơi mưa một chút. Chị ơi, cho em hỏi đây là mình em thấy là mình bán bốn món luôn đúng không? Bốn món, bún Thái, bún mắm, bún bò, bún riêu. Bún Thái, bún mắm, bún bò, bún riêu. Chứ ở đây là cái món nào mà khách thường là gọi là hay ăn nhiều nhất? Đặc biệt ở đây là bún Thái. Đặc biệt bún Thái đúng không? Rồi thì giờ em sẽ cho em bên trong em quay cận cảnh bên trong được không? Dạ. Đây này, ở đây có rổ rau này. Đây là rau này là ăn bún Thái. Rau này là rau bún Thái hả chị? Rau bún bò, bún riêu. Rau này trong này có những loại rau gì chị? Cái này là gọi là kèo nèo hoặc là tây tượng. Còn cái này là rau muống cộng, cái này là rau nhúc. Bên này là ăn bún gì đấy? Bún bò, bún riêu. Bún bò, bún riêu là ăn rau này, rau chuối này. Rau chuối, rồi salad, rồi rau thơm, rau muống, giá. Dạ. Còn một cái rau nữa thì ở bên ngoài. Rau đó là rau bún mắm ở bên ngoài, xe, ngoài hai xe. Dạ. Ở nhà này là bán ban ngày á, là bán xe này, ở trong nhà. Còn ban đêm thì bán thêm một chiếc ở ngoài đó nữa. Là hai xe luôn. Hai xe, bún bò, bún riêu ngoài đó. Dạ.
Còn cái này là bún thái, bún mắm nằm trong này. Rồi chị chia sẻ một chút xíu những cái món ăn ở trong này không? Thấy ẩm rất là hấp dẫn luôn đó. Ở đây là có cái này là thịt bò, bún bò này, có bắp bò này, có giò heo. Bắp bò, giò heo. Bò, giò heo hoặc là nếu ai thích ăn bò tái thì có bò tái. Dạ. Yeah. Rồi cái này là bún mực của bún mắm này. Bún thái chứ. Bún thái cả bún mắm luôn. Thái, bún mắm luôn là gì? Bún mắm có mực, rồi có heo quay, chả cua. Bún thái bún mắm luôn. Heo quay, chả cua, chả cua hấp dẫn quá chị. Cái này là nhà mình làm hay sao chị? Cái này là nhà làm. Dạ. Nhà có ông anh ông làm á. Bên này. Còn đây là chả, này là dành cho bún bò với bún riêu. Này là giò heo. Dạ, đây là giò heo. Ủa chị cho xem ba cái nồi này. Cái này là nước lèo đúng không? Cái nồi này là nồi nước lèo bún thái. Wow. Thơm quá. Chị mới mở ra mà bún thái nó rất là thơm luôn đó, nước lèo rất là thơm luôn đó. Đặc biệt là bún thái này nhà chị có đầu bếp ở bên Thái á. Về đây nấu hộ cho, tức là công thức á. Còn một cái số gia vị thì đi mua từ bên Thái về nữa. Cái nồi này là nồi bún Thái. Chị sao em có cái thắc mắc là sao mình nấu rất là nhiều món như vậy chị? Mình không tập trung một món duy nhất hay là mình làm như thế nào? Tại vì hồi đó thì đầu tiên chỉ ra ba món thôi. Nhưng mà sau này thì mình thấy ông anh ông kêu là bây giờ cái món Thái này rất là hot. Mà có người, tại vì ông làm đồ bếp ở nhà hàng Thái á. Cho nên là ông về ông chỉ cho mình nấu. Là vậy là ngày xưa là ba món là bún bò, bún riêu, bún mắm. Giờ là mới thêm bún Thái. Bún Thái. Và đặc biệt là giờ khách thích bún Thái nhiều nhất. Đúng rồi, bún Thái ở đây là bán là số 1 luôn. Đặc biệt là mình có app Gojet này, Now này, Grab này. Lô ship nữa. Bán thì đặt hàng như đó đúng không? Dạ. Cái này là cái nồi nước bún gì? Bún mắm ạ. Bên này là bún mắm. Bún mắm. Mắm này là nấu bằng cá linh với cá sặc. Theo đúng thì nấu theo đúng miền Tây đúng không? Kiểu miền Tây á. Còn cái này là thêm thơm với xả bỏ để cho thơm á. Dạ. Wow. Đây là hai cái nồi nước lèo. Cái này là nồi nước trụng. Nồi nước trụng. Còn hai cái nồi ở ngoài xe kia nữa là bún bò, bún riêu nằm hai xe lận. Tại vì khi mà đông khách quá thì mình lại phải chia ra hai xe. Chị cho em hỏi là chị bán ở đây lâu chưa chị? 6 năm rồi. 6 năm rồi. 2014 gì ạ? Lúc nãy là nghe chị chia sẻ là ngày xưa chị bán vỉa hè đúng không? Đúng rồi. Mà giờ mới thuê trong này là mới trong này là tính ra được có 10 năm thôi ạ. Quên, mới 10 ngày. Vô nhà được 10 ngày. Chị bán ngoài kia được bao lâu chị? 6 năm á. Bán ngoài vỉa hè được 6 năm. Bây giờ mới lên đời là vô trong cái mặt bằng. Tại vì nó cũng có duyên nên là cái dịp này mới có cơ hội mướn được á. Có nghĩa là ngày xưa là khách ăn rồi dần dần đông á không? Đông cái ăn người ta thấy ngon, người ta ăn đi ăn lại nhiều lần. Sau đó thì mình mở rộng ra ha. Rồi giờ thì em vô đây thì em nãy nghe chị nói là bún Thái là rất là hấp dẫn đúng không? Em muốn thưởng thức một cái tô bún Thái đúng không? Bún Thái đặc biệt luôn ha. Bún Thái đặc biệt. Thường là giá như nào vậy? Bún Thái ở đây có giá 45.000 một tô. 45.000 một tô. Bên ngoài có cái giá menu đúng không? Em thử ra quay cái menu cho quý vị xem. Đây ngoài này có menu này, mình quay cho quý vị xem cái menu đây này, giá này. Đây, bún Thái là 45 này, bún mắm là 45, bún bò là 35, bún riêu là 25. Đấy. Đây, cái đây, cái menu ở đây có sẵn luôn nhá. Chị in ra bún bò 35, bún bò giò là 45, bún riêu là 25, bún riêu giò là 35. Bún Thái 45, bún mắm 45, bún giò 35, bún... còn có canh bún nữa, 25 nữa. Ở đây chị bán rất là nhiều món luôn. Đây, bún o thắm phục vụ là... Đây đặc biệt là phục vụ 24/24 nha quý vị. Có nghĩa là cái địa điểm này thì quý vị có thể là ăn khuya này. Ăn sáng, ăn tối, ăn khuya. Đấy, ăn đêm có hết. Là đều có luôn. Đặc biệt là nay nằm ngay mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 luôn nên là... cũng rất là dễ tìm thôi. Đấy. Bán 24 thì 24 luôn rồi chị. Quay thêm cái app ở đây nó cho. Dạ. Vậy là mình bán là đây là ví dụ đi ăn khuya, đi chơi về mà đói quá vô đây ăn khuya được ha. Đây có đặc biệt một cái nữa là sa tế có tôm mỡ. Sa tế là có tôm mỡ hả chị? Để mình lấy thùng sa tế lại cho con. Dạ. Đây kênh quay cận cảnh những món ăn đây cho quý vị xem này. Đây đặc biệt thì thấy có mực này, mực nhìn hấp dẫn quá, mực này mực lá nhá. Đấy. Giò heo này, bắp bò này.
rồi chả cua. Đây, mình có một rổ giò heo này. À, cái này là sa tế hả? À? Cái này là nhà mình làm hả chị? Này là có tóp mỡ ở trong. Đúng rồi. Ừ. Cái này chị tự sáng tạo đúng không? Rồi giờ chị làm cho em một tô bún thái ha. Bún thái đi. Em muốn mua một con mực em ăn được không chị? Một, nếu mà một con mực này bán sao chị? 80.000 con. À, nếu mà bán lẻ là 80.000 con. Còn bình thường một tô bún thái là bún sẽ thái có là một khoanh mực. Một khoanh mực. À. Dạ. Rồi mình thấy mực hấp dẫn quá nên là mình sẽ phải mua một nguyên một con mực nhé. Nguyên một con mực mình ăn. Tại vì thấy mực hấp dẫn quá này. Nếu mà bán một tô nguyên thái bún thái 35.000 á thì chỉ có một khoanh thôi. Một khoanh này. Nhưng mà mình mua một nguyên một con này là 80.000. Đấy, quý vị thấy là bún thái hấp dẫn không? Mực này, không? Đặc biệt là đây, đặc biệt là mực này. Chả cua này, mình sẽ làm một tô đặc biệt đi, có đầy đủ nha quý vị. Cái địa điểm này thì Kiên đi qua cũng rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa bao giờ mình ghé đây hết. Hôm nay thì trời mưa, đói bụng nữa nên là mình quyết định mình ghé đây mình ăn để mình quay chia sẻ với quý vị nhé. Trong này thì có khách cũng khá là đông này. Đây có chỗ ngồi, mình ngồi bên ngoài, mình ngồi bên trong nhé. À, có tôm nữa, chị có đem tôm nha này. Ở đây có tôm nữa. À, ồ đây tôm này, mẹ em không biết này, có tôm nữa này. Wow. Này bán 2 xe đây nè. Dạ. Đây có tôm nữa nha quý vị, bún thái là phải có tôm đúng không chị? À, một con tôm, một lát mực với chả cua, thêm bò tái là đủ một tô bún thái 45.000. Dạ. Như vậy đó. Chị thể làm một con. Em mua thêm con mực nữa là 80.000 cộng với 45 là 125.000 đúng không? Thì làm cho em một cái tô 125k đi, tô khổng lồ đi. Ở đây có tô bự này này. Đây này tô này này. Đấy, lấy cái tô đó đấy. Tô này là tô bự nhất đây đúng không? Đấy, lấy cái tô này mới ăn mới đã này. Tô này mình lấy cái tô bự nhất đây này, đúng không? Khủng bố luôn. Được chị, em ăn rau đầy đủ được. Đây, giờ chị sẽ trụng rau bên này. Cái nồi trụng này to hơn cái nồi nước lèo. Nồi này là để dành cho ban ngày bỏ cái bọn riêu vô đây. À, ngày xưa ban ngày là mình nấu nồi bự này đúng không chị? Đúng rồi. À. Mà tối chuyển ra cái xe đó. À, tối đã chuyển sang cái xe bên ngoài kia nên là chị nấu nồi nhỏ lại. Còn ban ngày là chị sẽ nấu nồi bự này nha quý vị. Đây, một tô bún thái là chị trụng rau đấy. Có rau nhúc, kèo nèo, rau muống. Này là bún này. Chị bán 24/24 vậy thì cái thời gian mà khách đông á, nếu mà ngày thường không mưa là mấy giờ? Thường là từ 7 tức là 19 giờ đến 24 giờ là tức là 12 giờ đêm á. À là cái thời gian khách đông đúng không? Em đi mỗi lần em đi qua con đường này em thấy là đông đây lắm. Rất là đông luôn á. Nhưng mà nay là được trời mưa. Trời mưa. Đang vắng. Đây có một con tôm. À. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Hấp dẫn quá. Cho làm nóng lại. Dạ, nguyên một con mực này, em mua nguyên con mực này. Bây giờ chắc chị khứa ra cho em ha. Khỏi khứa đi, chị để nguyên con về ăn để nó mới đã. Đây, ồ, cái tô bún thái này chưa em chưa thấy ở đâu có luôn á. Nguyên một con mực nó bự chả bá lửa luôn. Cái này là gồm có 4 món rồi thêm một món cá viên nữa. Dạ. Là đủ cái tô bún thái. À. Đây, giờ mình cho nước lèo vô này. Tô là có 3 cái viên này nữa. Wow. Cá viên đúng không chị? Cá cái này viên. Là cá viên. Cá viên. Wow, cái tô thái hấp dẫn quá. 125.000. Em ngồi trong này đi. Ngồi bàn này luôn hay bàn trong? Bàn trong này. Đây. Đây quý vị ơi.
giờ Kiên sẽ thưởng thức cái tô bún Thái đặc biệt này nhé. Kiên mua thêm cái con mực này là 80.000 này. 80.000 một con mực mực lá này này. Mực cái cơm này rất là dày luôn này. Uf, mình có mực đá không? Quý vị thấy con mực đá không? Tại vì mình vô đây đó mình thấy đặc biệt là cái con mực này này. Nên là mình quyết định ăn cả con để chia sẻ với quý vị xem là nó ngon như nào nhé. Còn tô bún Thái này là có 45.000 thôi. Với lại con mực này là 80.000 là 125.000 một tô này nhé. Ở đây mình có thể chấm với lại muối ớt xanh. Đây chấm mực với muối ớt xanh với hoặc là nước mắm. Kính mời quý vị nhé. Bên này có chanh ớt. Đấy, chanh ớt. Và đặc biệt là sa tế ở đây thì còn có tóp mỡ này quý vị. Sa tế có tóp mỡ rất là thơm luôn. Rồi đầu tiên là Kính chưa bỏ chanh thì Kính sẽ thử một ít nước dùng nhé. Nước dùng của bún Thái. Đúng như là chị chia sẻ, tại vì chị có đầu bếp Thái, bên Thái về dạy nấu món này nên là cái nước dùng nó rất là chuẩn cái vị ở bún Thái. Bên này có đây này, bình thường nếu mà tô bình thường là chỉ có một lát mực thôi, bò này, bò tái này, chả cá này. Bên dưới là có rau nha quý vị. Rồi Kiên thử nha. Rồi mời cả nhà ăn tối nha. Nước nó chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm. Bún Thái này rất là dễ ăn. Này là rau núc. Sẽ cho ít muối ớt xanh để mình chấm mực nhé. Wow, con mực này mình tự ăn. Rồi mời quý vị ăn mực nhé. Thịt nó rất là dai và nó giòn, ngọt lắm. Chấm với lại muối ớt xanh. Mực ngon lắm quý vị ạ. Rồi mời quý vị ăn tối nha. Tô rất là bự. Nguyên một con em mực to mà. Ăn nó giòn, thơm, nó ngọt. Một tôm rất là bự luôn. Tôm này là tôm sú. Ở đây có sa tế tóp mỡ này. Bên trong ít nhá. Mình lấy cái tóp mỡ này. Ta mỡ rất là nhiều bên dưới.
Đây quý vị thấy con tôm bự không? Mình bóc con tôm này nhá. Tôm rất là tươi luôn. Cái đầu của nó. Thịt rất là ngọt. Tôm tươi nên là ăn được cái gạch. Dài. Ăn nguyên con tôm con mực là thấy là non không? Rồi, mời quý vị. Ngon. Tôm ngọt thiệt không? À, nước kèo cay, bỏ cái sa tế này một cay không? À, mình ăn hết con mực này. Ăn hết được con mực này là quá tải luôn. Rất là giòn thịt. Này bỏ bỏ. Ăn con mực này, mực siêu to khổng lồ, nó bự quá này là gắt khó lắm, nó dài này biết. Rất là ngọt. Thấy mực ngon không? Cay quá. Anh muốn thái phải cay như này đúng. Đấy, ăn đã lắm quý vị ơi. Nó dai mà nó giòn, nó ngọt. Rất là đã quá. Tâm mỡ xà kế, chào tế. Ăn nó béo béo. Ăn hết tô này no căng. Wow.
mới ăn hết nổi con mực nó, tại nó to quá, cắn nó khó. Bên ngoài cái da nó hơi dai nhưng bên trong rất là mềm nhé, ngọt nữa, mềm ngọt mà thơm. Ăn đã ghê, con mực ăn đã, ăn phải ăn nguyên con này mới đã. Trời đang mưa vào đây làm tô bún thái nóng hết ý luôn. Mình phải ăn hết con mực này nhé. Cái lớp da này, cái lớp da bên ngoài này nó dai này, ngoài lớp bên thịt bên trong nó mềm. Nãy mình kinh vào là kinh đã ngắm con mực này trước. Dạ, cái này mực ngon này. Hôm bữa mình xem trên mạng đó, mình thấy là ngoài biển ở đây đánh cá bắt được những con mực như này, sau đó họ hấp lên, chấm lại muối tiêu xanh, ớt xanh, thèm quá. Ai dè hôm nay đi ăn bún Thái có mực này luôn, nên là mình ăn luôn con này. Sắp hết rồi quý vị. Này là tô bún Thái mực khổng lồ. Ngon quá. Nếu mà cho mình ăn con nữa chắc ăn hết luôn á. Tại thịt nó ngọt thơm, mực này rất là mắc. Ăn mực no mất rồi, không ăn được cả cá rồi. Nãy giờ quên không chấm luôn á. Thịt nó ngọt mà nó thơm nữa. Miếng cuối hôm nay mà nướng với sa tế cũng ngon ha. Right.
cua này ăn thơm, béo béo. Thơm ngon tới giờ cuối cùng rồi. Lâu quá là không ăn được cái chả cá này hết bún. À, quý vị ơi, vừa rồi thì Kiên đã ăn và chia sẻ với quý vị một cái địa điểm bán bún Thái rất là ngon nha. Kiên đã ăn hết một con mực khổng lồ luôn, ăn giờ mà no thở không được quá. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.